Để setup định lượng nước cho máy pha Bell Home Pro KD210 rất đơn giản nha mọi người. Thì đầu tiên mình là mình chuẩn bị cái cà phê này ha. Mình gắn nó vô, nghiêng trong điều độ về tay trái, kéo về tay phải. Nhấn cái nút Pro Rem. Đây, nút Pro Rem ha, nhấn nút Pro Rem. Giờ thấy đèn chớp chớp không? Đặt cái ly xuống. Rồi, nhấn cái nút nào dùng nút này đây, mình set nút này 2 ly nè. Đúng vô. Nó chạy. Đúng rồi, mình nhấn lên nha. Mình là xét ví dụ ha, mình xét của nó là một 4 ao đi, 4 màu sắc đi, 4 màu sắc, 4 màu sắc cho nó dễ ha, cho mọi người thấy cho dễ nha. Đây, 4 màu sắc. Rồi sau mình ấn lại cái nút này. Rồi rồi máy nó tự nhớ đó, rất là đơn giản ha, rồi, ha là máy nó tự nhớ rồi. Lần sau mình làm thì mình chỉ cần thao tác rất đơn giản, làm ly cà phê là nhấn nút đó và xài thôi. Và lưu ý nha mọi người, có nghĩa là gì? Có nghĩa là định lượng nó sẽ thay đổi nếu mà cái máy xay này cái độ mịn nó khác nhau và cái thông số này nó cũng khác nhau, thì nó sẽ có cái dung tích cà phê khác nhau. Nó tự động hoàn toàn đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng sẽ có sự khác nhau về định lượng, là do lực nén về độ mịn cà phê, rồi cà phê để lâu hay không lâu, nén mạnh nén nhẹ. Còn trước màn hình mọi người xin nhân tiện xin giới thiệu luôn, đây là một cái số mẫu của máy thương hiệu Bell Home Pro, đó là KD310 KD210. Thì qua video này mà mọi người có sử dụng máy pha KD210 hoặc CM300 á thì sẽ tương tự. Cảm ơn mọi người.